Không còn là những tin đầu nữa, VinFast cũng đã chính thức tung ra cái mẫu bán tải điện. Đây là mẫu concept và có tên là VinFast Web Mẫu này thì sẽ có kích cỡ là 5m324 về chiều rộng là một m Đây là mẫu bán tải hạng trung tương tự như Ford Ranger, Toyota Hilux hay là Mazda BT50 và hướng đến phong cách hiện đại trẻ trung và sang trọng. Đây cũng là cái thước dài nhất trong những cái số mẫu bán xe bán tải của phân khúc giúp cho người dùng có thể có những cái không gian rộng rãi cực kỳ và nghỉ ngơi giải trí trên xe và chiếc xe này thì lái like cảm hứng từ chiếc áo tròn của xuyên hùng bay trong gió các kỹ sư của vinfast và go motion đã sáng tạo nên ngôn ngữ thiết kế sức mạnh của dòng chảy đặc biệt dành cho vinfast vf -Y. và mời có thể à, xem qua những hình ảnh của vinfast vf, -VF ở trong video này Đấy, một à, mẫu xe rất là hầm hố với những cái đường nét À, sáng tạo cực kỳ à, lạ mắt à, Từ những cái à, trụ B hay là gương chiếu hậu ngộ xe Trụ B thì à, của xe này là không có luôn mọi người nha Và gương chiếu hậu ngộ xe theo dạng là camera Đấy. Và đây mọi người có thể thấy đây Ngồi ra thì à, mâm xe cũng khá là to bản Kèm với à, bậc bước chân Và những cái thiết kế là Những cái màu gam màu tối Và những cái đường bo ở phía trên À, bánh xe hay là những cái phần đèn hậu đặc biệt một phần nữa đó là kính trần toàn cảnh cũng đã có trên chiếc bán tải này đây, đây chính là cái thùng xe bán tải đặc biệt thêm nữa là thùng xe này có thể thông được với hàng ghế thứ hai của à, của chiếc xe một trong những cái thiết kế mà à, chưa có một chiếc bán tải nào à, có thể làm được đây chính là cái thùng xe cực kỳ rộng mười nha Đấy, với cái chiều dài là lên đến hơn 5m3 là một trong những cái chiều dài rộng dài nhất trong những cái chiếc băng tải trong cùng phân khúc.